Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình bình luận án quyền tác giả ha. Đây có lẽ khoảng thời gian chúng ta có thể nghe lại cái nội dung của vụ án Thần Đồng Đất Việt tiếp theo cái phần đầu tiên. Và các bạn đã nghe sơ qua phần tóm tắt. Thì vì hai cái bản án sơ thẩm và phúc thẩm nó dài cho nên là tôi xin phép đi thẳng vào cái phần nhận định của tòa án và phần bình luận. Thì trong bản án sơ thẩm, chúng ta thấy rằng những nguyên đơn là ông Lê Phong Linh và bị đơn là bà Phan Thị Mỹ Hạnh. Bản án số 35/2019, dân sự sơ thẩm ngày 18/2/2019 về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ của Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định tác giả của các hình tượng nhân vật hoạt hình trong bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt. Tòa án đã nhận định rằng xét vụ án được thụ lý trước nhưng được đưa ra xét xử sau khi Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực. Căn cứ khoản 1 điều 1 nghị quyết 103/2015 Quốc hội 13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự được áp dụng để giải quyết vụ án. Xét tranh chấp giữa nguyên đơn và bị đơn Phan Thị Mỹ Hạnh là tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quyền tác giả. Tranh chấp giữa nguyên đơn và bị đơn công ty Phan Thị Mỹ Hạnh là tranh chấp phát sinh do nguyên đơn cho rằng công ty Phan Thị có hành vi xâm phạm quyền nhân thân của tác giả quy định tại khoản 4 điều 19 luật sở hữu trí tuệ. Đây đều là tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và không có mục đích lợi nhuận nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 4 điều 26 điểm A khoản 1 điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự. Xét việc giải quyết yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn, công ty Phan Thị đòi hỏi phải giải quyết đồng thời yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn Phan Thị Mỹ Hạnh. Căn cứ khoản 1 điều 188 Bộ luật Tố tụng dân sự, nguyên đơn được quyền khởi kiện các bị đơn để giải quyết trong cùng một vụ án. Và xét công ty Phan Thị có trụ sở đặt tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, còn bà Phan Thị Mỹ Hạnh có nơi cư trú tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điểm H khoản 1 điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự, nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi công ty Phan Thị đặt trụ sở giải quyết. Do đó, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết vụ án theo yêu cầu của nguyên đơn là đúng quy định của pháp luật. Xét nội dung trình bày của nguyên đơn tại các văn bản nộp cho tòa án không phải là sự sửa đổi bổ sung yêu cầu khởi kiện vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu. Vì vậy, hội đồng xét xử xem xét cái yêu cầu khởi kiện đã được nguyên đơn xác định giữ nguyên và trình bày tại phiên tòa. Đối tượng tranh chấp trong vụ án là hình thức thể hiện của các nhân vật Trạng Tý, Xỉu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo. Đây là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Ở đây các bạn thấy là tòa án đã xác định rõ ràng đây là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Các bạn có thể xem thêm ở điều 14 về các loại hình tác phẩm được bảo hộ. Như vậy đây là loại hình tác phẩm được bảo hộ theo quy định tại điểm Y khoản 1 điều 747 của Bộ luật Dân sự năm 1995, điểm J khoản 1 điều 14 luật sở hữu trí tuệ. Trong quá trình giải quyết vụ án, các đương sự có sử dụng thuật ngữ hình tượng nhân vật cho loại hình tác phẩm này, do đó cần sử dụng khái niệm hình thức thể hiện các nhân vật theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy cái đối tượng ở đây chúng ta thấy rằng đó là cái hình thức thể hiện các nhân vật, bốn nhân vật đó gọi là như vậy. Các sự kiện hành vi của các đương sự diễn ra trong thời gian có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ được ban hành, sửa đổi bổ sung. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của các bị đơn giao nộp cho hội đồng xét xử bản luận cứ bảo vệ bị đơn. Đoạn 126 của văn bản này có nêu, nếu cho rằng định nghĩa trên chưa đủ, thì căn cứ vào điều 5 luật sở hữu trí tuệ để có thể áp dụng khoản 3 điều 2 của công ước bên mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên khi tranh tụng tại phiên tòa, bị đơn lại cho rằng Việt Nam chưa phải là thành viên công ước bên nên không thể áp dụng quy định suy đoán tác giả của công ước bên để xác định nguyên đơn là tác giả duy nhất của tác phẩm. Vì vậy trước khi đi vào xem xét yêu cầu của bị đơn cần xác định rõ nguyên tắc áp dụng pháp luật. Như vậy ở đây tòa án sẽ bình luận về cái việc mà Việt Nam gia nhập công ước bên là như thế nào. Thì theo quyết định số 332/2014 năm 2004, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Việt Nam gia nhập Công ước Bern về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật từ ngày 7 tháng 6 năm 2004. Theo Điều 156 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm văn bản đó có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ hiến pháp. Theo mục 4 thông tư liên tịch số 02/2008, thông tư liên tịch của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau đây viết tắt là thông tư 02. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật sở trí tuệ thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Về yêu cầu nguyên đơn đối với bị đơn là bà Phan Thị Mỹ Thạnh theo các giấy chứng nhận bản quyền tác giả số 246, 247, 248, 249, 2002 quyền tác giả ngày 7 tháng 5 năm 2002 thì 4 tác phẩm tranh chấp đã được Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thông tin cấp cho chủ sở hữu là công ty Phan Thị. Và theo khoản 1, điều 745, điều 747, 754 Bộ luật dân sự 1995, tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo dưới hình thức nhất định. Như vậy đây là một cái quy định rất là quan trọng để xem là ai là tác giả. Trong cái phần học về tác giả thì các anh chị cũng nắm được là tác giả là người trực tiếp, còn những người hỗ trợ đóng góp ý kiến thì sẽ không được công nhận là tác giả. Các anh chị có thể xem thêm cái nghị định số 100/2006, nghị định chính phủ ngày 21 tháng 9 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật sở hữu trí tuệ, sau đây gọi tắt là nghị định số 100. Thì tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Tổ chức cá nhân làm công việc hỗ trợ đóng góp ý kiến và cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không được công nhận là tác giả. Đây là một cái quy định rất là quan trọng và có tính then chốt trong cái việc giải quyết cái vụ án này. Thì trong vụ án này tranh chấp ai là tác giả duy nhất? Các bạn cũng thấy rằng đây cái người mà vẽ ra bốn cái nhân vật là ông Lê Linh. Công ty Phan Thị là người hỗ trợ đóng góp ý kiến, cung cấp những ý tưởng. Nhưng những người hỗ trợ đóng góp ý tưởng thì sẽ không là gì? Là đồng tác giả của những tác phẩm này. Thì cái quy định này xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái nghị định số 76 chính phủ năm 1996 hướng dẫn thi hành quy định về quyền tác giả. Quy định này nêu như sau: để được công nhận là tác giả, người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc khoa học phải đề tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm được công bố, phổ biến. Cá nhân tổ chức làm công việc hỗ trợ góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không được công nhận là tác giả. Thì quy định này đã có từ năm 1996. Các bạn thấy là thời điểm đó mặc dù quyền tác giả chưa phát triển nhưng mà chúng ta thấy rằng chính phủ cũng đã quy định và dự liệu được những cái tình huống để tránh những cái tranh chấp này. Và điều 6 nghị định này quy định quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố, đã đăng ký bảo hộ hoặc chưa đăng ký bảo hộ. Như vậy cái việc mà đăng ký bảo hộ không phải là một cái điều kiện bắt buộc. Sau này luật sở trí tuệ năm 2005 kế thừa những quy định của nghị định số 76 và chính phủ năm 1996 này. Đây là một cái tiền đề rất là quan trọng của luật sở trí tuệ. Như vậy tiếp theo nghị định số 76 năm 1996 thì nghị định 100 2006 cũng đã xác nhận lại cái quy định này. Quy định này. Như vậy, quy định này có ý nghĩa như thế nào? Quy định này không bảo hộ ý tưởng
Tại sao những người hỗ trợ đóng góp ý kiến lại không được công nhận là tác giả? Những người này có thể đưa ra những ý tưởng, nhưng những ý tưởng này không được thể hiện ra bên ngoài dưới một cái hình thức vật chất nhất định. Cái ý tưởng các anh chị nghĩ như thế nào trong đầu thì ai mà biết được, đúng không? Bây giờ chúng ta nghĩ như thế này, nhưng mà 5 phút sau chúng ta lại nghĩ ý tưởng khác. Và không thể nào có một cái máy móc nào để xác định xem ý tưởng mình đang nghĩ cái gì. Thì đây là một cái quy định quan trọng. Để một tác phẩm được tạo thành, tác phẩm nó phải gì? Thể hiện như một hình thức vật chất nhất định. Có thể viết ra, có thể chụp lại, có thể lưu lại, có thể làm gì đó. Nhưng mà phải thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Phải được định hình một cách hoàn chỉnh. Kể cả những cái bài viết mà sai lỗi chính tả thì cũng được gọi là để định hình. Người ta không quan tâm đến hình thức. Rồi các anh chị chú ý điều này nhé, khi chúng ta làm những câu hỏi trắc nghiệm ở điều 6 của luật sở hữu trí tuệ. Như vậy, đối với tác phẩm được công bố phổ biến tại thời điểm Nghị định 76 có hiệu lực, thì để được công nhận là tác giả, người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm nghệ thuật hoặc khoa học, phải đề tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm được công bố phổ biến. Theo đơn xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả gửi cục bản quyền do công ty trách nhiệm hữu hạn sở trí tuệ Thảo Thọ Quyến lập theo ủy quyền của công ty Phan Thị, thì các tác phẩm trên đã được công bố từ ngày 1 tháng 2 năm 2002 bằng hình thức là xuất bản. Trên thực tế, cũng như thừa nhận các đương sự, hình thức thể hiện của các nhân vật Trạng Tý, Xỉu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo chỉ bắt đầu xuất hiện từ tập 1 bộ truyện tranh Thần Động Đất Việt do công ty Phan Thị thực hiện. Từ tập 1 đến tập 6 trên trang bìa mỗi quyển đều ghi viết lời và minh họa Lê Linh. Từ tập 7 đến tập 78 trên trang bìa mỗi quyển đều ghi truyện tranh Lê Linh, truyện và tranh Lê Linh. Tập 24 phần phụ lục ghi nhận quy trình thực hiện bộ truyện tranh Thần Động Đất Việt. Bà Hạnh chỉ đạo trực tiếp, họa sĩ Lê Linh tính toán phần soạn kịch bản, phác họa sơ bộ, giai đoạn lột tả đều do họa sĩ Lê Linh trực tiếp thực hiện. Bà Hạnh chỉ góp ý và sửa đổi nếu có. Tập 37 trang bìa cuối in bài và ảnh